Ok, xin chào anh em, mình đang đứng ở gian hàng Kingston. Thì ở đây hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em cái giải pháp rất là hay mà mình thấy mà Kingston giới thiệu với mình. Thì đầu tiên đây sẽ là một cái hub có được rất là nhiều cái slot trong này, và nó sẽ kết nối với nhau cùng một lúc thông qua cổng USB-C ở dưới này đó, và một cái cổng nguồn nữa. Thì cái cổng USB-C dưới này nó sẽ dùng giao thức là USB 3.2 Gen 2 đó, tức là tốc độ tối đa nó sẽ là 10 gig. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có ba cái hấp con khác nhau ha, mình tạm gọi là như vậy. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái hấp bao gồm là hai cái khe thẻ SD, ta sẽ gắn vào đây. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái hấp con khác, nó sẽ bao gồm là một cái cổng USB-C và một cổng USB A 3.0 ở đây, ta sẽ gắn vào đây. Và ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái hấp có bao gồm là hai cái cổng micro SD, tức là nếu như mà anh em gắn vào đây hai cái thẻ SD, gắn vào đây một cái ổ USB ha, một cái cổng Type-C đó, rồi hai cái khe thẻ micro SD, thì anh em sẽ kết nối vào cái máy tính cùng một lúc luôn, tức là nó sẽ nhận cùng một lúc tất cả các thiết bị ở đây. Còn cái slot trống còn lại anh em có thể gắn cái gì cũng được. Ở đây mình đang có một SD di động của Kingston. Đây cũng là một cái thiết bị rất là mới được ra mắt tại Computex năm nay. Thì cái dòng của nó là XS1000, thì nó sẽ có tốc độ đọc ghi là tối đa là 1000 MB trên giây. Đó, chúng ta sẽ gắn nó vào đây. Đó, thì tổng cộng nó trông nó sẽ như thế này. À, thì Kingston nói với mình là cái mẫu này nó không có phổ biến ở Việt Nam cho lắm, nhưng mà tại Đài Loan thì cái mẫu này nó rất là phổ biến, bởi vì Kingston họ hướng cái sản phẩm này đến cái người dùng, đó là những cái studio cưới, những cái nơi mà cần chụp và truy xuất rất nhiều hình ảnh cùng một lúc. Thì anh em có tưởng tượng là một cái studio cưới một ngày họ chụp cả một chục bộ ảnh cưới khác nhau, và nếu mà chúng ta cứ lắp từng cái SD vào máy tính ta chép từng cái một thì nó rất là mất thời gian và nó rất là lâu. Thì cái giải pháp này của Kingston nó giúp cho anh em kết nối được rất nhiều những cái thiết bị nhớ bên ngoài vào trong máy tính cùng một lúc, và chúng ta có thể truyền tải dữ liệu với cái tốc độ của USB 3.2 Gen 2 x 1.